Hello anh em nhé. Nay em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta trải nghiệm một chút và nghe một chút cái chất lượng âm thanh của chiếc đẩy LA 600 của thương hiệu là NR, và bên cạnh là một chiếc LA 400 của DK Dan King. Ở đây thì chúng ta sẽ không nói về công suất khỏe, vì nói thật sự anh em là chưa biết công suất thì sản phẩm nào sẽ khỏe hơn sản phẩm nào. Đó, nhưng chúng ta cũng không nói đến chất lượng của sản phẩm. Mà ở đây thì em chỉ quan tâm đến cái chất tiếng, mà ở hai cái kiểu mạch khác nhau này sẽ đưa ra chất tiếng như thế nào. Đó, thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi. Chúng ta thực ra ở đây em vẫn là nghe nhỏ, em không nghe to nhá, thì không liên quan đến là tiếng bay hay tiếng tiếng công suất khỏe nhá. Phải nghe to thì mới đánh giá công suất khỏe, đúng không? Còn ở đây em chỉ nghe nhỏ thôi. Thì chúng ta sẽ cùng thử một chút xem chất tiếng như nào. Thế nhưng có thể là anh em sẽ đang nói rằng là tại sao lại lấy 600 sang so với 400. Đây là cái mã thôi chứ không phải là công suất chênh lệch nhau nhá. Đây là cái mã thôi chứ không phải là công suất chênh lệch nhau. Thì chúng ta sẽ cùng so sánh một chút thử xem như nào. Nhưng bản chất thì đối với sản phẩm này thì hãng đang cung cấp là 600W trên một kênh, và em trải nghiệm thử thì chạy cặp 30 rất là ngon nhá, chạy cặp 30 cứ tầm full 30 là ngon nghẻ, ok, không vấn đề gì. Còn bên này thì chúng ta sẽ cùng ba. Ở đây thì em chạy rất là đơn giản thôi. Em chỉ cắm thẳng tín hiệu từ điện thoại vào và đưa thẳng ra loa, tức là chạy ở đẩy không, không qua một cái gì cả. Thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Anh em cùng đánh giá nhé. Và em đang quay bằng một chiếc điện thoại thì có lẽ là em cũng chỉ quay nhỏ thôi thì mới nghe được, chứ không quay to thì không nghe được thấy. Anh em sẽ nghe một đoạn. Đường em đi đường đã hoa khắp lỗ cây.
Đó, vừa rồi thì anh em cũng có vừa nghe thấy chất lượng âm thanh của hai cái sản phẩm này. Một chút cá nhân em đánh giá thì sản phẩm bên này có vẻ như là giải tần số được đủ hơn, trình diễn được đủ hơn các giải tần số, đều giải hơn, âm thanh có độ tơi, độ mộng, độ bay hơn. Sản phẩm bên này nếu như nghe không kỹ thì thực ra sự chênh lệch là không nhiều, nhưng sản phẩm bên này là hơi bị bì tiếng hơn một tí, không được tơi tiếng như sản phẩm bên này. Đó, vì hai sản phẩm này là hai kiểu mạch khác nhau. Một bên là sử dụng kiểu mạch Class AB với chạy sò là chạy sò Toshiba. Anh em nhìn kia thấy ở kia thì cũng sẽ thấy rồi. Đây, máy thì là máy LA xịn, nhưng đây là kiểu sò Toshiba nhá. Đó. Còn một bên là chạy mạch Class H và được sử dụng là sử dụng sò NG. Đó. Thì với cái thiết kế thì đều rất là đẹp và chất lượng. Em nói thật sự với anh em rằng đây là một trong những cái sản phẩm nếu để anh em vừa nghe vừa hát và lại đủ các giải tần số có độ tơi tiếng, độ mộng tiếng, thì đây là một trong những cái sản phẩm chúng ta đáng đủ tiền để bỏ ra. Và với độ ổn định của nó thì em khẳng định em bảo hành cho anh em là đây em vẫn đang còn rất là nhiều những cái sản phẩm em về cũng đang bán, đã bán một vài chiếc rồi, đã có LA 600 và LA 800. Anh em ai có nhu cầu có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0345 265 888 nếu anh em thấy chất lượng của cái chiếc đẩy này và kết chất lượng âm thanh của sản phẩm này.